Hoàng Thùy khéo xử lý sự cố, Vũ Thu Phương xuất hiện trên du thuyền triệu đô. À hậu Hoàng Thùy khoe kỹ năng trình diễn nổi bật khi khéo xử lý sự cố váy áo, Vũ Thu Phương diện váy cắt sẻ, catwalk trên du thuyền triệu đô. Là đại sứ của Việt Nam International Sea Fashion Festival, VISFAC, Vũ Thu Phương có màn xuất hiện ấn tượng khi khoe dáng nóng bỏng trên du thuyền triệu đô. Nữ siêu mẫu có những bước catwalk tự tin cùng thần thái sắc lạnh, chân dài 8x diện váy ngắn tông xanh, khoe sắc vóc trẻ trung, quyến rũ. Dù bận rộn với công việc gia đình, song khi nhận lời tham gia chương trình, Vũ Thu Phương tích cực tập luyện để có được màn xuất hiện ấn tượng. Trong phần phát biểu, người mẫu 8X chia sẻ, Bùi Xuân Hạnh là học trò, là người làm cho tôi hạnh phúc và tự hào. Em đang tất bật cho hành trình chinh chiến ở Miss Cosmo. Rất hy vọng chúng ta sẽ ủng hộ em ấy để cho mọi người trên thế giới thấy rằng người Việt Nam đoàn kết, yêu thương nhau. Tham gia trình diễn cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Châu Đại Hải, Hoàng Thùy được giao chiếc váy xẻ cao với điểm nhấn là phần tay áo dài, tạo hiệu ứng khi di chuyển. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán khó đòi hỏi người đẹp quê Thanh Hóa xử lý khéo léo. Trên sàn diễn, dù gặp chút sự cố, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm, Hoàng Thùy vẫn bình tĩnh xử lý, nhận được tràng vỗ tay từ phía khán giả. Ngoài Hoàng Thùy, phần trình diễn của nhà thiết kế Châu Đại Hải còn quy tụ nhiều người mẫu như Thạch Thu Thảo, Kiều Thị Thúy Hằng, Thành Trâm, Thu Huyền. Trong đó, Thạch Thu Thảo được giao vai trò mở màn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Châu Báu Ngọc Ngà. Trong vai trò kết màn, Á hậu siêu quốc gia Đặng Thanh Ngân gây ấn tượng bởi những bước catwalk tự tin. Khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế tông xanh trắng với điểm nhấn là phần khung phía sau được thực hiện cầu kỳ. Đảm nhận vai trò kết màn cho bộ sưu tập của một nhà mốt trong nước là Như Vân, người mẫu sở hữu vóc dáng chuẩn cùng những bước catwalk uyển chuyển. Cô tự tin sải bước giữa không gian bến du thuyền. Tại sự kiện, cựu siêu mẫu Trang Nhung mang đến bộ sưu tập độc đáo do chính mình thiết kế. Đặc biệt, Trang Nhung cũng có màn tái xuất ấn tượng khi đảm nhận vai trò kết màn trên nền ca khúc Thủy Triều của Quang Hùng Martini. Điểm nhấn của bộ sưu tập là họa tiết da beo cùng những đường cắt sẻ táo bạo giúp tôn lên đường cong nóng bỏng cho người mặc. Việt Nam International Sea Fashion Festival, VISFAC, là dự án giới thiệu và cập nhật các xu hướng thời trang biển, được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn ấn tượng của các người mẫu, hoa hậu, nàng vương. Khán giả thưởng thức những bộ sưu tập từ các nhà thiết kế được dàn dựng trong không gian mở, kết hợp các hiệu ứng nghệ thuật. Siêu mẫu Như Vân đảm nhận vai trò giám đốc thời trang. Clip Hoàng Thùy catwalk xử lý sự cố với váy.